Bây giờ chúng ta sẽ vào phần số 1 của bài số 28 này. Đây là cuộc nói chuyện giữa bạn Li Han và Eun Heng Won. Eun Heng Won đây là nhân viên ngân hàng các bạn nhé. Đầu tiên các bạn thử nghe xem là các bạn có hiểu gì không nhé.28과 통장을 만들려고 왔어요. 대화 1. 어떻게 오셨습니까? 통장을 만들려고 왔어요. 신분증을 가지고 오셨습니까? 여권도 괜찮지요? 그럼요. 여기 신청서를 쓰고 서명하세요. 여기 다 썼어요. 체크카드도 만들어 드릴까요? 네, 만들어 주세요. Các bạn có hiểu gì không ạ? Thế chúng ta sẽ vào phần bài, chúng ta tìm hiểu một từ câu một nhé. Eun Heng Won sẽ nói là 어떻게 오셨습니까? Chúng ta nghe nhé. 28과 통장을 만들려고 왔어요. 대화 1. 어떻게 오셨습니까? 어떻게 오셨습니까? Câu số 2 này, bạn đến đây có việc gì nhá? Câu số 2 này. Tôi đến để làm sổ ngân hàng. 통장을 만들려고 왔어요. 통장을 만들려고 왔어요. 통장은 만들려고 왔어요. Tiếp theo câu số 3 này. Bạn có mang thẻ cá nhân tới không? Xin buôn chứng là thẻ cá nhân, thẻ tùy thân đấy ạ. 가지고 오다 là mang đến. 가지고 오셨습니까? Bạn có mang thẻ cá nhân tới không? 신분증을 가지고 오셨습니까? 여권. 신분증을 가지고 오셨습니까? 있어요. 신분증을 가지고 오셨습니까? 리한 này nói ạ, 여권도 괜찮아요? 괜찮죠? 여권 hộ chiếu ạ, 괜찮죠? Là có được không ạ? Cũng không sao chứ nhỉ? 여권도 괜찮지요? 통장을 만들려고 왔어요. Chúng ta nghe lại từ đầu đến câu số 4 này. 대화 1. 어떻게 오셨습니까? 통장을 만들려고 왔어요. 신분증을 가지고 오셨습니까? 여권도 괜찮지요? 그럼요. 은행원에 그럼요. 능년도 여기 신청서를 쓰고 신청서래라 대표랑기 쓰고 쓰고 viết cô là và viết cái đơn đăng ký này rồi 서명하세요. 서명하다 là ký nhá, ký và ký ở đây hãy viết cái đơn đăng ký và ký vào ạ. 그럼요. 여기 신청서를 쓰고 서명하세요. 여기 다 썼어요. 체크카드 여기 다 썼어요. 여기 là ở đây. 다 là tất cả. 썼어요 là đã viết. Tôi đã viết xong hết rồi. 체크카드. 체크카드 đây là cái thẻ kiểm tra. 체크카드 또. 또 đây là cũng. 만들어 드릴까요? Tôi sẽ làm cho bạn. Bạn có muốn làm cái thẻ kiểm tra tài khoản không? Hoặc là tôi sẽ làm cho bạn cái thẻ kiểm tra tài khoản nhé.
nhé. 네, 만들어 주세요. Vâng, làm cho tôi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe từ đầu đến cuối cái đoạn này. 있어요. 대화 1. 어떻게 오셨습니까? 통장을 만들려고 왔어요. 신분증을 가지고 오셨습니까? 여권도 괜찮지요? 그럼요. 여기 신청서를 쓰고 서명하세요. 여기 다 썼어요. 체크카드도 만들어 드릴까요? 네, 만들어 주세요. �ây giờ thầy giáo mời các bạn đọc cái đoạn này nhé. Thầy giáo mời lần lượt từng người một nhé. Hiếu à? Hiếu đang ho à? Nghỉ tí. Kiên đã xem cái bài 28 này chưa? Kiên ơi. Em xem qua rồi nhưng mà đợt này chắc là chưa đọc đâu. Em đang nghe rồi. Ok. Thế Hiếu đọc trước được không? Được ạ. Được, xin mời Hiếu. 어떻게 오셨습니까? 통장은 만들려고 왔어요. 신분증은 가지고 오셨습니까? 여권도 괜찮지요? 그럼요. 여기 신청서는 쓰고 서명하세요. 여기 다 썼어요. 체크카드도 만들어 드릴까요? 네, 만들어 주세요. 오케이, 그러면 이해요. 뭐만 하? 어떻게 오셨습니까? 통장은 만들려고 왔어요. 신분증은 가지고 오셨습니까? 여권도 괜찮지요? 그러면 여기 신청서는 쓰고 서명하세요. 여기 다 썼어요. 체크카드도 만들어 드린가요? 네, 만들어 주세요. 네, 오케이. 아, 마이너, 네, 네. 어떻게 đọc từ đầu nhé. 와. 어떻게 오셨습니까? 통장은 만들려고 왔어요. 만들려고 hai chữ l này gặp nhau đọc hết là l em ạ. 만들려고 왔어요. 신분증은 가지고 오셨습니까? 여권도 괜찮지요? 그러면 여기 신청서는 쓰고 서명하세요. 여기 다 썼어요. 체크카드도 만들어 드린가요? 네, 만들어 주세요. 네, 오케이. 다음 theo mời bạn Trang. 네. 어떻게 오셨습니까? 통장은 만들려고 왔어요. 신분증은 가지고 오셨습니까? 여권도 괜찮지요? 그러면 여기 신청서는 쓰고 서명하세요. 여기 다 썼어요. 체크카드도 만들어 드린가요? 네. 만들어 주세요. 네, 오케이.
Bây giờ bạn Ngọc với bạn Hà đóng vai ở tình huống số 1 nhé. Tình huống đầu tiên là bạn Ngọc sẽ đóng vai là Ly Han và bạn Hà sẽ đóng vai là Ưn Heng luôn. Ok, ở sắp xin mình các. Tông trang ơn man tân lơ cô quát sợ. Man tân lơ cô. Man tân lơ cô. Xin quân chương ngân ca trí cô ô sắc xung mỉa. Giờ quân tô quen chan chiếu. Khờ mẹo, giờ kì xin chân sơ đơn su cô sơ miêng ha sẹo. Giờ kì ta sơ sẹo. Chê cư khá tư đô, man tư rơ tư rinh cáyo. Nè, nê, man tư rơ chú sẹo. Nè, mời bạn Trang với bạn Hiếu đóng vai nhé. Bạn Trang đóng vai là Ưn Heng luôn nhé. Nè, ô tơ kê ô sơ sơ mì ca. Ông Trang ơn, mà chí lê cô, quá sơ yô. Xin buôn chương ơn, ca chí cô ô sơ sơ mì ca. Dơ quân tô quen chan chí ơ. Khư râm yô, yô kì xin chung sơ rừng sư cô sơ miên hà sê yô. Giờ khi ta sơ sơ. Chê khư ca tư tô man tư rơ tư rinh cao. Nè, man tư rơ chú sơ. Nè, ok. Chúng ta vào một số cái từ vựng của ngân hàng nhé. Ở ngân hàng ấy chúng ta lưu ý có một số từ vựng như sau. Đầu tiên là trang vu. Là cái quầy. Các bạn vào thì đương nhiên là các bạn xếp số xong các bạn đến cái quầy người ta làm việc đúng không ạ? Thì đấy là trang khu. Tiếp theo là thông trang. Thông trang đấy chính là cái sổ tài khoản này. Cái sổ đi kèm này ạ. Tiếp theo là xin buôn chưng. Xin buôn chưng này là thẻ cá nhân. Ví dụ thẻ căn cước hoặc là bằng lái xe thì đấy là những xin buôn chưng. Và đây là chúng ta nhìn thấy chữ là Wegukin Tung Lục Trưng, đấy là cái thẻ đăng ký người nước ngoài. Tiếp theo là chúng ta có Kê Choa Vơn Hô. Kê Choa Vơn Hô là số tài khoản. Số tài khoản của mình ấy, đấy là Kê Choa Vơn Hô. Tiếp theo, Chu Sô là địa chỉ. Trong cái tờ đăng ký chúng ta có phần Chu Sô. Sơ Miêng là ký tên. Pi Min Vơn Hô là số bí mật hoặc là mật khẩu đấy ạ. Pimin là bí mật, còn phân hô là số, đó là chính là số bí mật, chính là mật khẩu ấy ạ. Internet banking, chúng ta cũng có internet banking đúng không? Internet banking ấy. Thì ở Hàn Quốc ấy, từ cái ngày tôi ở bên Hàn năm 2007 2008 đã sử dụng internet banking ở bên Hàn Quốc rồi. Tiếp theo, check khư thử là thẻ kiểm tra. Cái thẻ này chỉ kiểm tra được là xem là có bao nhiêu giao dịch thôi nhá. Tiếp theo là xin nhông khư thử. Xin nhông khư thử đây là thẻ tín dụng, chúng ta có thể thanh toán trong và ngoài nước. Đây thẻ Visa đây. Và bây giờ có 10 từ vựng này chúng ta các bạn đọc giúp tôi đi ạ. Mời bạn Trang đọc từ 1 đến 10 ạ. Trang cô thông trang xin buôn chừng kia choa bơn hồ chu sô sơ miêng bì mìn bơn hồ internet banking chê khư ca tư xin dông ca tư xin dông ca tư. Cái này cái số tài khoản này em sẽ đọc là kê choa y chê, không phải là kia, đọc là kê thôi. Kê choa bơn hồ. Kê choa bơn hồ. Các bạn khác mời bạn mời bạn Ngọc đọc 10 từ này. Ngọc ơi, trang cu tông trang thông thông xin pun thông 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 trang xin pun chưng kê choa pơn hô chu sô sơ miêng pi min pơn hô
internet banking chê cư ca thử xin dông ca thử ca tự xin dông ca thử. Ok, ở đây chúng ta có phần ngữ pháp như này ạ. À, xin lỗi các bạn, đây ạ, chê cư ca thử tô chê cư ca thử mang từ rơ từ đi cái ô, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể là gì ạ, thông trang hơn mang từ rơ chú xe ô, rồi là gì ạ, internet banking mang từ rơ chú xe ô. Thì ở đây chúng ta có cái này ạ, ngữ pháp này động từ đi với ư, via go, động từ. Tức là chúng ta làm hành cái hành động 1, à làm hành động 2 để làm hành động 1. Đúng ạ? Ví dụ như là đến để làm thẻ ngân hàng chẳng hạn, thì cái thẻ ngân hàng chúng ta phải đặt ở bên trước nha. Ví dụ như là check khá thứ mang tên liều vô mang tên đà mang tên liều vô. Bởi vì mang tên đà có cụm đáy là chữ L thì nó giống như không có cụm đáy thì sẽ không có, không có chữ ư đâu ạ. Cái này động từ chỉ việc bỏ chữ tà đi thôi ạ. Nhá. Động từ chỉ có tà. À, động từ chỉ bỏ chữ tà đi là chúng ta sẽ thêm vào là ư rê gô. Đối với động từ có bát chim chúng ta sẽ thêm là ư rê gô, và không có bát chim sẽ là thêm rê gô. Các bạn chú ý này. Không có bát chim hoặc là bát chim là chữ L ấy, thì sẽ bỏ tà đi với Lego. Còn nếu có bát chim thì sẽ là đi với ư Lego. Các bạn lưu ý như vậy nhé. Thì bây giờ chúng ta xem một số ví dụ đây ạ. Vì Hàn Quốc ghê và sôi, tại sao bạn lại đến Hàn Quốc? In Haru, in Ilhariego và sôi. Tôi đã đến để làm việc. 무리가시 옷 샀어요? 뭐 뭐 아우자. 네, 다음 주 친구 결혼식 때 입으려고 샀어요. Tôi đã mua để mặc khi lễ kết hôn bạn vào tuần sau. Tôi đã mặc, tôi đã mua để mặc vào lễ kết hôn của bạn vào tuần sau. Nhá. Bây giờ các bạn vui lòng là đọc lại cái ví dụ này giúp thầy giáo vậy ạ. Ngọc đọc câu số 1 và trả lời câu số 1 thì Trang nhé. Tiếp theo là bạn Hà câu số 1 và bạn Hiếu câu số 2. Quê Hàn Quốc kê what say o? In Hà Địa Cô what say o? Monica si osa say o? Nè, thầm chinh cư khen hôn xích tê íp lê cô xa à, xa 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 xa. Mời bạn Hiếu đọc lại nhé. Hiếu đọc lại. Nè, thầm chú chinh cư khen hôn xích các bạn hiểu sao đọc nó bị cứ bị ngắt ngắt nhỉ? Hiếu nghe tôi nói bị ngắt ngắt không? Mất mạng rồi.